Phương Nguyễn Trúc xin chào các bạn. Hôm nay Phương xin chia sẻ với các bạn kỹ thuật nhuộm màu khói trắng trên nền tóc 3 khúc màu. Như các bạn đã thấy, chân tóc đen level 2 mọc ra khoảng 1 cm, thân tóc thì ở level 5 và ngọn tóc thì ở level 7. Mái tóc này khách hàng đã tẩy nhuộm rất nhiều lần nên tóc rất là khô sơ. Và để nhuộm được tóc màu khói sáng, Phương đã thực hiện các bước như sau. Trước tiên, Phương dùng 90% bột tẩy tóc cộng 10% màu Mix Blue 0.88 và 100% là oxy 12. Ở đây, Phương xin lưu ý với các bạn, do bột tẩy tóc có nồng độ pH rất là cao nên khi dính vào da đầu sẽ rất là rát và sót. Để nhuộm được mái tóc màu khói sáng như vậy, các bạn phải tẩy tóc 3 đến 4 lần. Vì thế, các bạn có thể pha dung dịch nước đường vào hỗn hợp bột tẩy tóc để tránh rát da đầu khách hàng. Và trong quá trình tẩy tóc, các bạn có thể nâng lớp tóc lên góc độ 15 hoặc 30 độ, tránh tình trạng thuốc dính vào da đầu sẽ khiến khách rất khó chịu. Sau khi pha xong hỗn hợp bột tẩy, Phương bắt từng lớp tóc mỏng và chải đều hỗn hợp bột tẩy lên phần tóc level 5, phần tóc tối màu, cách da đầu 1 cm. Khoảng 15 phút sau, Phương dùng lược gạt sạch thuốc tẩy và tiếp tục tẩy tóc lần 2. Lần này, Phương dùng 90% bột tẩy tóc cộng 10% Mix Blue 0.88 và 100% là oxy 9. Trộn đều hỗn hợp, Phương chải đều thuốc tẩy lên tóc từ chân đến ngọn, nhưng vẫn phải cách da đầu 1 cm. Sau khi chải đều thuốc tẩy lên toàn bộ mái tóc, Phương tiếp tục ủ thuốc trên tóc khoảng 45 phút. Sau đó, Phương dùng lược gạt sạch thuốc tẩy và bắt đầu vào thuốc tẩy lần thứ 3. Và lần vào thuốc tẩy lần thứ 3 này, Phương pha 90% bột tẩy tóc cộng 10% Mix Blue 0.88 và 100% oxy 3. Phương chải sát chân tóc từ gốc đến ngọn. Lần này thì không cần phải cách da đầu. Sau khi chải thuốc tẩy toàn bộ mái tóc, Phương tiếp tục ủ thuốc trên tóc khoảng 40 phút. Sau 40 phút kiểm tra tóc và toàn bộ mái tóc đã đạt đến level 11, thì Phương bắt đầu tiến hành kỹ thuật bù nước, bù dưỡng cho mái tóc, giúp cho mái tóc bớt khô sơ sau khi hoàn thành. Để giảm bớt sự hư tổn cho mái tóc do tẩy quá nhiều lần, Phương đã sử dụng pH cân bằng độ ẩm. Phương dùng pH xịt lên từng lớp tóc mỏng và massage liên tục trong vòng 10 phút. Tiếp theo, Phương dùng collagen và keratin massage cho tóc thêm 10 phút nữa. Sau khi tóc đã có độ mềm mượt, thì lúc này Phương cho khách vào gội đầu với dầu gội tím và nước ấm. Gội khoảng vài lần cho tóc hết ánh màu vàng, sau đó cho khách ra ghế ngồi và bắt đầu tiến hành nhuộm tóc. Để bảo vệ cho sợi tóc bớt hư tổn, thì trước khi vào thuốc nhuộm, Phương đã sử dụng keratin hoặc collagen
chải đều lên từng lớp tóc và massage liên tục khoảng 5 phút. Do khách hàng muốn có một mái tóc màu khói trắng nên Phương không có sử dụng màu 2.0. Nhưng nếu khách có ý định muốn nhuộm màu xám chì thì các bạn có thể pha thêm một ít thuốc nhuộm 2.0 nha các bạn. Phương dùng 100% màu Mix Art 0.11 cộng với lại 100% Oxy 3 nhuộm vào phần chân tóc. Thông thường một mái tóc khi có 2-3 thợ vào thuốc nhuộm thì chỉ mất 5-6 phút. Rồi sau đó cho khách chờ khoảng 10 phút để chân tóc lên màu. Nhưng hiện tại Phương chỉ vào thuốc nhuộm có một mình, nên khi vào thuốc nhuộm phần chân tóc xong là Phương tiếp tục dùng 100% Mix Art cộng 100% Oxy 3 chảy luôn vào phần thân tóc và ngọn tóc cùng một lúc. Sau khi vào thuốc nhuộm toàn bộ mái tóc, Phương cho khách hàng ngồi chờ khoảng 45 phút để màu lên để tóc lên đều màu. Sau đó Phương cho khách vào gội đầu xả sạch tóc. Thì như vậy là các bạn có được một mái tóc màu khói như mình mong muốn. Đó là tất cả những kỹ thuật Phương làm cho khách hàng của mình tại tiệm. Các bạn có thể thực hành và làm thử. Phương chúc các bạn thành công. Nếu video có hữu ích, các bạn nhớ đừng quên nhấn like, chia sẻ và cũng như đăng ký theo dõi video mới của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.